Anh đã quên dần sao gọi năm thứ ba, nhìn trời mưa đổ thấy đâu buốt cơn u hoài, tình là hoa nở thắm tư đó nhưng rồi phai, khi xưa nếu chẳng dân tình đem tình dân hết cho người thì ai có đâu. Anh ơi, anh đang ở đâu vậy anh? Buồn quá à. Anh ơi, lòng em đang chơi vơi thì thường riêng bay lo, làm sao anh quên em, kỷ niệm riêng hai ta cùng nắm đuôi bên nhau. Chỉ xin một lần được gặp nhau trong phút giây, một lần thôi nói tiếng yêu, lần cuối cho nên âm thầm lãng quên. Đã chia tay nhau, xa nhau từ đây, chấm dứt không qua bao nhiêu cuộc tình. Tình mình rồi sẽ tan biến theo thời gian. Anh ơi, ngày xưa anh đã nói ta chia tay nhau chẳng vấn vương, chẳng buồn lời sẽ không ước mi. Thôi mình bộ quá, không ai yêu đương gì mình. Buồn hết sức buồn, giờ mình đi đâu ta? Không lẽ buồn quá giờ mình đi vô chùa? Ừ à, được à ta. Mình đi vô chùa mình lại Phật được à. Nga ơi, có đi chùa với mẹ không Nga? Nga, có đi chùa với mẹ không? Không đi ha. Rồi. Nó quan trọng rồi sao mà đi được. Vì mình ngủ con gái mình đi chùa nó không đi. Vậy thôi mình chuẩn bị mình đi chùa. Buồn quá, cô đơn quá à. Chắc chứ mày chắc tôi cạo đầu tôi đi tu quá à. Tôi thất tình tương tư không ai thương tôi chứ đang buồn quá. Ừ phải rồi, nhớ là có cái anh trai làng kia anh thương mình mà anh không chịu nói, giờ không biết có vợ chưa ta. Không lẽ giờ Tết rồi mình điện mình kiếm muốn chở mình đi chơi chà. Mà thôi đi, của mình đi chùa trước đi ha. Trời, anh A Thần có chuyện gì sáng giờ về tới đâu rồi? Không biết anh đi tới đâu mà không thấy anh điện đùng cho mình, mà mình ở nhà một mình buồn quá. Hồi sáng là lúc chị điện á là nghe nói về lên cao tốc rồi mà. Thì điện ảnh đó rồi giờ nãy giờ không nghe nói năng gì với mình chứ. Coi chừng hôm nay có điện trước hay gì đó thì chuẩn bị lên đồ nè cái nè. Bữa nay hát hai bính là đang buồn nè. Thấy cô đơn quá không thấy ai đến. Hôm mình nay nhìn chị Xuyến rất là xinh luôn cô chú anh chị ơi. Bởi vì dạ. Rồi hôm nay là nếu mà chút xíu nữa mà gặp anh A Thòn thì chị cái điều đầu tiên chị nói với anh A Thòn là chị nói gì? Dạ nói là em yêu anh A Thòn. Chưa yêu sớm vậy? Tại vì bây giờ mấy ngày nhắn quá trời nhắn rồi. Nhắn quá trời ha. Nhắn rồi, nhắn người yêu giờ gặp cái yêu liền à. Rồi mình làm tới luôn phải không? Dạ. Nè em dặn vậy nè, bây giờ gặp ảnh thì chị phải bữa hổm là ảnh chị kêu ảnh nói tiếng Pháp rồi đó. Dạ. Là ảnh lưỡng lự đó, không biết là ảnh có phải là Việt kiều thiệt hay không. Dạ. Chút xíu nữa mình cứ từ từ thôi. Dạ. Mình gặp ảnh rồi mình cứ từ tốn rồi mình hỏi thăm này kia. Dạ. Đó, công việc của ảnh là bên bển làm cái gì. Dạ. Rồi ảnh ở bển được bao nhiêu năm rồi. Tại vì hôm bữa nghe ảnh nói là từ Pháp mà về bên đây có 4 tiếng là khán giả người ta cũng nghi ngờ. Dạ. Là không biết làm sao là sợ ảnh gạt chuyện này kia. Dạ. Đó bây giờ mình gặp lại ảnh là mình phải từ tốn từ từ thôi. Còn yêu cái chuyện đó yêu rồi. Chuyện nào chính xác đây rồi mình yêu. Dạ. Thấy không? Để mà mình phải học kỹ. Tìm hiểu kỹ mới được. Tìm hiểu kỹ mới được. Mà hôm nay chắc chắn là anh ấy gặp chị chắc anh ấy khoái rồi. Dạ. Đẹp quá mà. Hôm nay làm môi làm mày là xuất sắc rồi, là diện bộ đầm luôn nè, đẹp quá. Trời đâu xoay vòng coi. Đó, không? Các bạn bài nào xôm xôm đi gửi tặng anh A Thòn đi. Ừ, tốt nhất rồi đi. Tốt nhất rồi mình đâu có buồn nữa. Tiền là tiền nhiều khi không mà có. Đúng rồi. Tiền là tiền nhiều lúc có như không. Này em ơi em đẹp quá đi thôi áo hồng chợ chăn xó trong lòng tôi. Đúng rồi, nghĩ luôn. Này anh ơi anh đẹp quá đi thôi áo hồng chợ chăn xó trong lòng tôi. Tình là tình nhiều khi không mà có. Tình là tình nhiều lúc có như không. Tình mà tình nhiều khi không mà có. Tình là tình nhiều lúc có như không. Quá trời đẹp luôn thiệt. Đang buồn quá ca nhảy chơi cho đỡ buồn. Tết nhất tới mình ca xong mình nhảy múa xong rồi mình đi chợ. Ừ. À có bài mình nhớ coi bài gì nữa ta. Bài à đó được không? Được. Đó đi vô. Dạ. Gãy đó. Ừ.
Giờ mình ca bài vui ha, gia đình vui ha. Dạ. Ghẻ nhảy mẹ vợ cũng nhảy luôn rồi. Cha 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 ma li la chầm cha cha. Cha cha cha. Cha 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 cha. Ai yêu tôi, ai nói yêu tôi mãi mãi. Tới liền hay không? Tới liền. Trời ơi hay. Cha 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 cha. Buông tôi ra, tôi nói tôi yêu rồi mà. Tôi không buông vì tôi cũng yêu bằng mà. Mình cứ vui vẻ gì đó nó, dạ, cuộc sống của mình nó sẽ tốt đẹp thôi. Dạ. Cứ sống thoải mái, vui vẻ, hài hòa đi. Được bao nhiêu tiếng Anh chị nói coi, nước mấy ông nước ngoài biết không chị đọc. Dạ, tiếng Anh, chị nói đâu ha. Dạ. Nếu mà chị nếu mà chị gặp Anna Thòn rồi chị nói tiếng Anh hỏi anh làm sao. Dạ. Hello. Đó, hello Anna Thòn ha. Dạ. Rồi sao nữa? I love you okay. I love you okay. Rồi. Dạ. Rồi, không. Mới gì đầu là mình hỏi ảnh là tên gì mà nói tiếng Anh sao? You can speak English. Là sao? Anh tên gì á? Nói gì nữa? Bà không phải. What's your name? What your name là sao? What your name là bạn tên gì phải không? Tên gì đó. Rồi. Dạ. Mời ăn cơm rồi sao? Không nhớ hết, quên. Rồi hỏi ảnh bao nhiêu tuổi, hỏi làm sao? Cũng không nhớ luôn. Không nhớ luôn ha. Dạ. Vậy là chỉ nhớ what your name ha. Dạ. Là ảnh tên gì. Dạ. Rồi I love you là chu gà mo đó. Là anh có yêu em không? My friend. My friend là gì? My friend là bạn. My friend good. My friend là bạn tốt. Đúng rồi. My friend no good là người bạn không tốt. Dạ. Còn my friend mắm guốc là sao nữa? My friend no good là người bạn không tốt. Còn my friend good là người bạn tốt. Good là tốt, còn tính tiền là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Im à. Đâu lòng nói coi. Tính tiền á. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Điểm số rồi. Dạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vậy là được rồi. Tiếng Anh cũng một bụng chứ ít đâu. Vì cái này là về với Anna Thòn về Pháp sống thì được. Ok, cũng biết rồi, ít tiếng. Để về bản là đàm thoại. Dạ. Rồi, chào khán giả đi chị. Dạ, chào. Rồi. Dạ.